Số 310, Kinh Đại Bồ Tích, Quyển 4, Hán Dịch Đời Đường, Tam Tạng Pháp Sư, Bồ Đề Lưu Chí. Pháp Hội 2, Vô Biên Trang Nghiêm, Phần 1. Phẩm 1, Vô Thượng Đà La Ni, Phần 1. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở tại rừng Trúc Ca Lan Đà, thành Vương Xá cùng chúng Đại Tỳ Kheo và vô lượng Đại Bồ Tát đều đến hội họp. Các Đại Bồ Tát này đều là bậc nhất sinh bổ xứ từ các cõi Phật các vân tập đến đây. Lúc bấy giờ đại chúng vây quanh cung kính cúng dường Đức Thế Tôn để được nghe Pháp. Bấy giờ trong chúng hội có một vị Bồ Tát tên là Vô Biên Trang Nghiêm liền rời chỗ ngồi, để hở vai áo bên phải, quỳ gối chắp tay hướng lên Đức Phật bạch. Bạch Thế Tôn, con có chút nghi, nay muốn thưa hỏi, xin Đức Như Lai thương xót giải bày. Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Vô Biên Trang Nghiêm, thiện nam, Như Lai cho phép ông hỏi, ta sẽ giải tỏa sự nghi ngờ của ông, khiến ông được hoan hỷ. Bấy giờ Đại Bồ Tát Vô Biên Trang Nghiêm bạch. Bạch Thế Tôn, con vì hướng đến cầu Vô Biên trí tuệ, mặc áo giáp tinh tấn vì các Đại Bồ Tát cầu đại phương tiện thiện xảo, hướng về Vô Biên nghĩa trí thiện xảo, quyết định đại trí khi mới phát khởi, rồi an trụ ở nơi Đạo Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, con vì các Bồ Tát và cũng vì lợi lạc cho các loài hữu tình, muốn cho các loài hữu tình hướng về tâm vô đẳng dụ, nên con mới thưa hỏi Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ các pháp thanh tịnh trí nghĩa rất sâu xa, phương tiện thì rất to lớn, giảng trạch được vô lượng thiện xả quyết định, vì muốn đến cầu tòa sư tử. Thanh tòa của sư tử nhất thiết trí, chính khi vừa mới phát khởi, sẽ dũng mãnh cần tu cho đến khi được quả vị không thoái chuyển. Ngôn từ thiện xảo tích tập, mặc giáp trụ tinh tấn, vì những Bồ Tát như thế cho nên con mới hỏi Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, nếu có Bồ Tát đối với các hữu tình, có nguyện muốn họ vượt đến bờ giải thoát, là có chí cầu vô ngại vô úy, trụ trong vô ý phương tiện tùy cơ diễn nói các pháp nghĩa, trí phân biệt thiện xảo không tăng giảm, như thật tuyên dương bản tánh, tự tánh các pháp hướng nhập tâm vô đẳng dụ, tâm tối thắng, tâm vô thượng được tự tại vì các Bồ Tát này, nên con thưa hỏi Như Lai. Bạch Thế Tôn, nếu có chúng sinh cầu tự nhiên trí, vô sư trí, phá vỡ vô minh vượt hơn tất cả trời người, rất là thù thắng hiếm có, lợi lạc tất cả thế gian, muốn hướng cầu đại trí vô ý, trừ tự nhiên trí, muốn hiển thị vô biên tri kiến thiện xảo, nói vô lượng pháp quyết định, muốn đem ánh sáng soi chiếu cho thế gian trời người, là vì các chúng sinh ưa muốn khai thị vô lượng vô ngại đại trí phương tiện, muốn làm tri kiến đốt ráo thanh tịnh, cầu nhất thiết trí thiện xảo địa. Con nay vì các Bồ Tát này, nên thưa hỏi Như Lai. Bạch Thế Tôn, nếu các Bồ Tát trụ nơi địa này rồi, sẽ mau chóng thành tựu viên mãn Như Lai địa và có thể chứng được phương tiện thiện xảo Ba La Mật Đa chẳng thể nghĩ bàn. Do chú ích công đức trong công dụng thành thục chúng sinh, nên hiện tại có thể được trí tuệ như vậy. Khi các chúng sinh xa lìa pháp ác, tăng trưởng pháp thiện, chỉ bày Đạo Bồ Đề chúng tánh, chư Phật, và an lập vô lượng chúng sinh, khiến không thoái chuyển nơi đạo vô thượng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, các Bồ Tát kia có thể mở con đường giác đối với Phật Pháp trong lòng rất vui mừng. Đó con vì những hạng Bồ Tát này mà thưa hỏi Như Lai. Bạch Thế Tôn, đại chúng đây đều đã vân tập. Nay đúng là lúc Thế Tôn nói Pháp vi diệu, xin Đức Như Lai khai thị về nói Pháp môn như thế, trao cho các Bồ Tát Pháp môn ấy, làm cho được viên mãn, nguyện chẳng nghĩ bàn, và được căn lành nhất sinh bổ xứ. Bạch Thế Tôn, môn Đà La Ni thiện xảo như thế, Như Lai tùy thời nên trao cho khi các Bồ Tát có thể thọ trì được vô lượng pháp môn lý thố thiện xã quyết định và dùng ngôn từ diễn nói các nghĩa thố, là có người có chí ưa muốn sẽ chứng Bồ Đề, được an trụ nghiệp vô biên đại thần thông, thành tục vô lượng vô số chúng sinh, nhiếp thọ trí thiện xảo của Như Lai, xin nguyện khai thị pháp môn ấy sẽ khiến cho chúng sinh chứng đạo Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, trong vô lượng kiếp, Thế Tôn đã phát thệ nguyện lớn khiến vô số chúng sinh an trụ về tự nhiên trí. Xin Thế Tôn diễn nói Đà La Ni môn như vậy, khi các Bồ Tát thành tựu thiện căn và do oai lực gia trì của Như Lai mà giữ vững nguyện vô thượng chẳng thể nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác đã chứng vô lượng phương tiện thiện xảo, được trụ vào vô ý địa chẳng thể nghĩ bàn, biết rõ ý muốn sai biệt của các chúng sinh, Phật đã chứng giác tuệ từ vô lượng kiếp đến nay. Bạch Thế Tôn, các đại chúng này đang chiêm ngưỡng Như Lai không một lúc nào tạm dừng, đối với nhất thiết trí và các pháp tạng, chí cầu không lười, ưa muốn không chán, nguyện nghe nghĩa quyết định của Như Lai,
Thế Tôn đã an trụ cảnh nhất thiết trí, đã biết các Bồ Tát này và phát thú thiện xảo đã thành thục. Bạch Thế Tôn, các pháp môn đại lợi này là cố nghĩa viên mãn, là tất cả các pháp quyết định thiện xảo. Pháp môn như thế Như Lai nên nói khi cho các Bồ Tát người chưa được thuần thục đều khiến cho được thành thục. Còn người đã thuần thục, chống được thần thông và nhất thiết trí tâm giải thoát tri kiến. Bạch Thế Tôn, nếu các Bồ Tát an trụ bất định địa, các Bồ Tát này được nghe, được dự nghe pháp rồi mà được thành tựu nhất thiết trí cảnh. Bạch Thế Tôn, con vì nhân chứng ấy mới dám bày tỏ thứ hỏi Thế Tôn như thế này. Chỉ xin đại từ uy linh gia hộ dự dắt các Bồ Tát nói pháp như thế. Bạch Thế Tôn, đời mặt thế sau này trong thời kỳ đấu tranh, chúng sinh nhiều chấp trước, làm hại lẫn nhau, tham lớn, tham sân si, hoạn loại chánh pháp. Khi các Bồ Tát ở trong thời kỳ đó, dùng đức đại từ bi chịu đựng mọi sự khổ để lưu hành diệu pháp này, không tranh đấu. Do không tranh đấu nên có thể nhiếp thọ đại từ đại bi và sẽ chứa nhóm những căn lành. Còn nay theo nghĩa này, thưa hỏi Như Lai vô ngại về nghĩa lý của pháp môn quyết định. Bạch Thế Tôn, thế nào là vô lượng pháp môn, quang minh pháp môn và tất cả pháp phương tiện phát khởi của các Bồ Tát? Lại nguyện Như Lai nói pháp môn bất diệt hoại tỉnh lặng và diễn nói vô biên vi mật pháp tạng đầy đủ thành tựu niệm lực không đoạn, hàng phục ma oán và các bồ và các ngoại đạo dị luận mà không bị họ đánh đổ bể gãy được. Chỉ xin Đức Như Lai diễn nói chánh pháp, khiến cho các chúng sinh tích chứa căn lành, cũng khiến cho chúng sinh tích chứa vô biên thiện xảo, thể hiện xuất sinh nhất thiết trí, tùy niệm kết tập vô lượng pháp yếu, được các biện tài thanh tịnh đầy đủ, tương tục không làm rối loạn vô đẳng cố nghĩa, muốn khiến chứng được vô lượng pháp môn đà và đà la ni chân thật phương tiện, lại khiến cho chúng sinh phát khởi ý lạc, vì nói lưỡng tế gia hạnh trước sau, thì hiện các pháp quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhân tự tại, pháp vô sở trụ, nguyện các tỳ kheo thấy suốt bản sự của mười phương Như Lai, dùng thần thông vô ý biến hiện ở khắp các cõi Phật. Trao cho chúng sinh pháp nhãn thanh tịnh, cũng vì khai thị pháp chẳng thể nghĩ bàn, thành thục Phật trí thiện xảo phương tiện. Con vì những nguyên nhân nghĩa ấy mới thưa hỏi Thế Tôn. Chỉ xin Thế Tôn diễn nói pháp Như Lai địa, phương tiện rộng lớn, rất sâu xa, vì nhất thiết trí nhiếp thủ các thiện xảo vô lượng chẳng thể nghĩ bàn, pháp lý thú, khiến cho đại nguyện của Bồ Tát và phương tiện thiện xảo viên mãn. Các Bồ Tát này, dự nghe pháp ấy rồi, đều chứng được đại pháp quang minh, thành tựu Bồ Đề thù thắng thiện xảo, và các đại hoàng thể nguyện kia đều được viên mãn. Phật bảo Vô Biên Trang Nghiêm Đại Bồ Tát, lành thay, này Vô Biên Trang Nghiêm, nay ông vì các Bồ Tát trụ nguyện thanh tịnh phương tiện thiện xảo, cũng vì thương xót chúng sinh nên dùng trí tuệ quyết định khéo thưa hỏi Như Lai. Công đức của ông không có hạn lượng. Ông hãy lắng nghe và kéo suy nghĩ, Phật sẽ phân biệt giải thuyết cho khi các Bồ Tát đối với cảnh giới trí tuệ của Như Lai được sinh vô lượng công đức. Bồ Tát Vô Biên Trang Nghiêm thưa, Bạch Thế Tôn, chúng con xin vui lắng nghe. Bây giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Vô Biên Trang Nghiêm, này thiện nam, nếu các Bồ Tát vì cầu vô biên thiện xảo phương tiện, thì phải biết ngữ ngôn bí mật của chư Phật, rồi thọ trì tư duy quan sát đúng lý. Quan sát như thế nào? Này Vô Biên Trang Nghiêm, trí của Đức Như Lai nhiếp các phương tiện, những điều diễn thuyết đều thanh tịnh cả, các Bồ Tát cần phải tiến tu pháp yếu này. Lời của chư Phật nói đều bình đẳng, an trụ nơi đại bi đối với khắp quần sinh, quyết định thành tục các loài hữu tình, hoặc có hạn trụ nơi ba thừa hầu cận, cầu được giải thoát trong đạo thanh văn, có hạn ở trong niết bàn chân thật tối thắng phát thệ rộng lớn viên mãn thành tựu nhất thiết trí. Nay Phật an trụ giải thoát vô thượng, sa hạn pháp hạ liệt của các thừa các, đã khéo vào ngữ ngôn bí mật của chư Phật, nói câu lời vô tỷ rộng lớn thanh tịnh nhiếp thọ các pháp của Như Lai, khi các hữu tình theo căn tánh của họ mà được giải thoát thành thục. Dù vậy, nhưng nơi pháp yếu này, thảy đều bình đẳng, chẳng thêm, chẳng bớt, không thiếu sót cho đến vô sắc và vô đẳng sắc, vô biên tế tự tánh thanh tịnh. Lời diễn thuyết của chư Phật đều thấu rõ như thật bản tánh tự tánh, nhưng trọn không có pháp rõ thấu cùng chẳng rõ thấu. Vì sao? Vì tất cả pháp môn đều là Như Lai, dùng giả danh mà tuyên thuyết. Nếu các pháp kia đã là giả danh thì chẳng thể dùng pháp để thi thuyết, cũng không hiện bày.
Vì không hiện bày nên những điều Phật nói đều là thắng nghĩa chân thật, tùy theo pháp mà đồng vào tất cả pháp. Với tất cả pháp, chẳng trụ nơi phân biệt, cũng chẳng phải chẳng trụ do pháp phân biệt, cùng chẳng phân biệt bình đẳng như thật, mà chứng tất cả pháp vô sai biệt. Pháp vốn không có sinh, vì sinh pháp vô sở hữu. Pháp vốn không có pháp, mà vì sinh vọng phân biệt chấp trước. Pháp vốn không có khởi, vì không tự tại. Pháp không có quán đãi, vì hoàn toàn xả. Pháp không có tác dụng, vì không có khứ lai. Pháp không có tự tánh, vì siêu quá tất cả tự tánh. Pháp vốn bình đẳng, không sai khác, vì không hí luận. Tùy theo sự thực hành pháp mà phát nguyện tu thắng đều thành tựu cả. Nhưng trong đây không có tác giả cho đến không có chút pháp bị được, vì đều quy về nơi không. Do nhận nghĩa trên đây, nên Như Lai nói tất cả pháp như huyễn, như mộng, không có cao hạ. Chính đương lúc Phật dùng hàng thuệ thanh tịnh ấy để nhiếp hóa chúng sinh đây, cũng thật không có chút pháp gì có thể chấp lấy được cả. Này Vô Biên Trang Nghiêm, đây là pháp môn quang minh của các Bồ Tát. Do pháp môn này nên được tăng trưởng bản nguyện thù thắng. Như mặt trời mọc lên thì tỏa ánh sáng khắp nơi. Người tin hiểu được pháp môn này thì làm pháp quang minh cho tất cả chúng sinh. Này Vô Biên Trang Nghiêm, nếu các Bồ Tát trong có chánh tư duy, ngoài không tán loạn, dứt được các chướng ngại, niệm phổ quan tam bụi và tin hiểu được pháp thậm thâm, thì còn nên quan sát các pháp môn này. Như Lai biết rõ tất cả pháp, dùng môn duyên khởi mà tuyên thuyết khai thị. Duyên khởi như vậy là hư vọng không thật, tự tánh, bản tánh tại đều không tịch. Tánh duyên khởi này cũng chẳng chân thật, dù nó có thể làm cho chúng sinh hết tạp nhiễm được thanh tịnh, nhưng tìm khắp mười phương đều chẳng thể nắm bắt. Vì chẳng nắm bắt nên không nhiếp thọ, vì không nhiếp thọ nên với giáo thuyết của Phật. Còn nên xả ly huống là những phi pháp. Nói xả ly là vì nó chẳng phải có, là vô sở thủ, không có công dụng, bản tánh vốn thanh tịnh, tất cả pháp không sai khác. Vì rõ biết phân biệt bản tánh như thật, tất cả pháp không có chỗ trụ cũng không thể thấy, vì không có tánh riêng khác. Do đây nên tất cả pháp vốn không có chỗ trụ, không có chỗ nương, chỉ do danh tự giả lập ra, tất cả pháp đều không tịch, chẳng có tự tánh, vô trụ mà trụ. Vì vậy nên các pháp không có trụ xứ, vì không nơi chỗ nên là tận, là diệt, là biến dịch. Như Lai chỉ dùng giả danh tuyên thuyết, mật ý như vậy cần phải rõ biết, cho nên chấp trước là thiện cũng bất thiện. Nếu chấp thiện pháp thì cũng sẽ chấp pháp bất thiện. Vì chấp pháp bất thiện nên sinh những khổ não. Phật dùng giả danh ở nơi đây nói là khổ thánh đế. Do chẳng chấp trước pháp thiện và bất thiện, nên những chấp thọ kia dứt diệt. Như Lai ở nơi thì hiện bị thiện pháp dứt đây, mà nói giả, mà giả nói là tập thánh đế. Vì rõ biết được thánh đế thứ hai, vì diệt, vì tận, vì không ức tưởng, vì nhàm lìa, quan sát vô sở hữu, vì không tưởng, không thọ, không phân biệt. Như Lai nhân nơi đây giả nói là khổ diệt thánh đế. Vì rõ biết thánh đế thứ ba là đạo quả chỗ mong cầu, như thật ngộ nhập tất cả pháp, vượt khỏi tất cả cảnh ức tưởng phân biệt hí luận, tương ưng tám thánh đạo, tu tập chánh kiến cho đến chánh định. Rõ biết thánh đế là con đường diệt khổ. Phật dùng giả danh nói đây là đạo diệt khổ thánh đế thứ tư. Chư Phật ở nơi đây lập ra biết khổ, dứt tập, chứng diệt và tu đạo. Đây là khổ, khổ tập, khổ diệt và khổ diệt đạo. Khổ này vốn không có vì theo thế tục giả danh lập ra. Những vô minh này tất cả đều là phan chuyên phân biệt. Trong đây vốn vô trí, vì sao bị vô trí nên cũng không có một chút phan chuyên có thể chấp lấy được. Không có chỗ chứng, không có quang minh, không thể rõ biết, cũng chẳng thể nắm bắt. Như vậy thì trong đây sẽ có vật gì? Tất cả đều là những pháp hư vọng bại hoại, không thật, không chắc. Trong đây nếu lập ra có vật chắc thật thì có chấp thường, nếu cho là không thì thành chấp đoạn. Do đây chẳng nên phân biệt đối với pháp khổ. Do trí tuệ nên rõ biết tự tánh của vô trí là tự tánh của khổ, vì tương ưng với vô minh kia cũng chẳng cùng với vật tương ưng, đã chẳng tương ưng thì nó cũng không có. Và chẳng tương ưng nên vô minh chẳng phải là phân biệt, cũng chẳng phải là chẳng phân biệt, chẳng tạo tác, chẳng hư hoại, cũng không tác giả, vì không thể tìm ra tác giả. Này Vô Biên Trang Nghiêm, đây là các Bồ Tát ngộ nhập tự tánh của vô minh, mà thuận với minh pháp môn. Do pháp môn này có thể bỏ đời tất cả vô minh đen tối, hiện tiền chẳng được tùy thuận minh pháp, có thể khéo tu tập Bồ Đề Phần, khéo rõ biết các thánh đế.
Các Bồ Tát đây có thể được thanh tịnh nơi pháp môn này, nghĩa là do vì bất sinh nên khổ được thanh tịnh. Vì chẳng phan duyên nên tập được thanh tịnh, vì diệt tận nên diệt được thanh tịnh, do tu tập nên đạo được thanh tịnh, do vì tính tâm bình đẳng nên đạo bình đẳng. Những pháp giả danh sai khác như vậy còn phải rõ biết, đã rõ biết rồi thì phải dứt, phải chứng, phải tu. Đối với lời dạy của Như Lai, nếu hiểu rõ được người đó liền biết khắp, liền dứt, liền chứng, liền tu tập. Do đây nên Bậc Thánh rõ biết như vậy rồi, đối với tất cả pháp chẳng lấy chẳng bỏ thì được an trụ nơi pháp môn tứ đế. Này với biên trang nghiêm, tất cả pháp không có phân biệt, không có tăng trưởng, cũng chẳng tích tập. Vì Bậc Thánh khéo rõ biết đúng như thật nên chẳng phân biệt, chẳng hí luận, chẳng bỏ, chẳng lấy, mà thấy được như thật. Do đạo đế đoạn trừ nên đối với những thiện pháp còn chẳng khởi phân biệt, cũng không hí luận, huống là pháp bất thiện. Do tương ưng với vô phân biệt nên cũng chẳng trụ nơi dứt pháp và dứt phi pháp, đã hoàn toàn dứt thời, không còn chấp pháp và phi pháp. Bậc này có thể rõ biết pháp chấp là hư vọng, pháp hư vọng đây trống rỗng vô sở hữu. Như trên đây là môn đế lấy chứng nhập của những bậc ấy. Do môn này nên chẳng tham ái, chẳng sân hận, chứng được viên mãn, đức xả, dứt được những kết sở, an trụ chánh đạo đến bờ kia, chứng nhập tánh, nhưng không xuất không nhập. Này vô biên trang nghiêm, nay ông phải quan sát bản tánh của tất cả pháp đều không. Từ tánh tịch tỉnh, không có tác giả, tất cả pháp đều chẳng thật tương ưng với kết sở. Trong pháp không tự tánh đó, chẳng nên chấp trước, lại cũng chẳng nên rời ngoài tự tánh và chẳng phải tự tánh mà có niệm phân biệt. Đã rõ biết được nhân duyên thanh tịnh thì với tất cả pháp duyên sinh chẳng nên hí luận. Duyên sinh kia vốn không tự tánh, rốt ráo thanh tịnh, nhân duyên đó chẳng tương ưng lẫn nhau. Các pháp xoay vần trong đó không có sở tác, không có sở hành, không có sự nghiệp. Vì tất cả pháp đối với nhau là không, nên không có tự tánh, không sở y, không sở trụ. Này vô biên trang nghiêm, trong diệu pháp này, ông cần phải ngộ nhập. Được như vậy thì có thể tăng trưởng không bị tổn hoại, được pháp môn thanh tịnh phổ biến quang minh. Do nhiếp thọ nên được thanh tịnh, vì không hí luận nên thành quang minh. Vì lìa kết sử, không chọn chấp trước nên được xuất ly. Này vô biên trang nghiêm, tất cả pháp chỉ có danh tướng để khai thị tuyên thuyết. Danh là tất cả uẩn chẳng phải sắc. Tướng là những pháp, là những sắc pháp do tứ đại tạo thành. Danh tướng như vậy tất cả đều là hư vọng, chẳng chân thật. Vì chúng sinh điên đảo nên có chấp trước, hoặc chấp là chấp sắc là ngã sở. Vì phân biệt nơi tướng mà có tên gọi, có chỉ bày, có tuyên thuyết. Hai thứ danh sắc như vậy đều chẳng thật. Tất cả đều là những pháp biến hòa hư vọng, như huyễn, như mộng. Thể của sắc chẳng bền chắc như cảnh chiêm bao, cho đến bốn uẩn cũng đều chẳng thật, tất cả chỉ là văn tự thi tiết của thế tục thôi. Quan sát như vậy, lúc nào biết rõ thì chẳng thấy có khổ. Vì tương ưng với thật đế nên không phan duyên, vì không phan duyên nên tâm vô sở hữu. Vì vô sở hữu nên đâu có gì tương ưng với phan duyên kia. Do đây nên đối với cảnh giới niết bàn được bạc tưởng và dứt sở tri. Này Phổ Biên Trang Nghiêm, tam giới do tưởng và tác ý sinh ra nên gọi là tam giới hư vọng. Tưởng và tác ý cũng chẳng phải chân thật. Tưởng đây tức là chấp trước theo sắc. Bao nhiêu tác ý đều tương ưng với thọ, tưởng, hành, thức. Bản tánh của các pháp cũng chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng. Cho đến phi tưởng cũng chẳng phải tác ý. Tưởng và tác ý bản tánh đều không. Những ngôn thuyết cũng đều hư vọng, chỉ nhờ ngôn thuyết đã làm cho tánh tịch tỉnh. Này vô biên trang nghiêm, bản tánh của các pháp vì là giả danh nên chỗ nó ra cũng đều bình đẳng. Này vô biên trang nghiêm, thật đế trong pháp này các Bồ Tát cần phải rõ biết, nghĩa là chư Phật Như Lai vì đã dứt rời tất cả kết sử nên những điều diễn thuyết ra trọn chẳng luống hư. Nơi đây các ông phải khéo suy nghĩ, chớ có quan niệm chấp trước. Đối với tất cả pháp chớ phân biệt, chớ hí luận. Rõ tất cả pháp không có tự tánh, xin lòng từ bi đối với chúng sinh. Tư duy ngộ nhập pháp môn như vậy, khai thị diễn tiết đã lợi ích tất cả. Pháp môn này thế nào? Nghĩa là thấu rõ vô minh các pháp hữu vi, tỏ ngộ trí kiến các pháp vô vi, phải chứng nhập trí thanh tịnh, không hí luận với tất cả pháp hữu vi, pháp vô vi. Chẳng phải số lượng mà vào số lượng, mà trụ số lượng, vì tùy thuận pháp chẳng phải số như vậy nên chứng nhập pháp môn vô vi thanh tịnh, chứng được trí tuệ quang minh chiếu khắp, nhiếp thọ các pháp lành,
làm cho chẳng mất chẳng hoại, có thể dùng giác tuệ phương tiện thiện xảo trong việc chúng sinh diễn thuyết các pháp. Này Vô Biên Trang Nghiêm, đây là các Bồ Tát chứng nhập môn Đà La Ni, do môn này mà sinh ra giác tuệ sai biệt rộng lớn và có thể phát khởi trí thiện xảo diễn thuyết những pháp nghĩa. Này Vô Biên Trang Nghiêm, trong đây gì là môn Đà La Ni? Bậc Bồ Tát này đối với các pháp có thể được tổng trì phương tiện thiện xảo. Bồ Tát này an trụ nơi trí thiện xảo thanh tịnh mà thực hành biện tài thuyết pháp, do giác tuệ nghĩa vô ngại mà quán sát bản tánh, tự tánh của các pháp, nhưng tất cả pháp tự tánh vốn không trụ, không danh, không tướng, không chịu kiến lập, chẳng thể tuyên thị, chỉ dùng ngôn từ của thế tục để diễn thuyết. Tất cả pháp bản tánh tự tánh đều chẳng thể nêu bày, không đến, không đi, không có văn tự vốn thanh tịnh, không có công dụng. Vì sao? Vì bản tánh của tất cả pháp đồng như hư không. Tất cả các pháp cũng như vậy, không tạo tác, không sinh khởi, vô tướng thanh tịnh, dùng hư không để khai thị diễn thuyết. Thời các pháp môn này là không có pháp môn. Vì pháp môn thanh tịnh, rốt ráo không nhiễm cũng chẳng theo nơi nhiễm. Vì sao? Vì các pháp rốt ráo chẳng sinh khởi, tự tánh của các pháp cũng chẳng sinh khởi. Do đây nên biết rằng, tất cả pháp nói ra trong ba đời, tự tánh là vô tánh, nhưng cũng chẳng nên chấp các pháp là vô tánh. Đây là môn Đà La Ni vô sở trước của các Bồ Tát, vì pháp môn của các Bồ Tát đều thanh tịnh. Khai thị diễn thuyết tất cả pháp có hình tướng như vậy, hình tướng đó chính là chẳng phải hình tướng, chẳng tạo tác, chẳng hư hoại, chẳng tham ái, chẳng sân hận. Do đây nên biết môn hình tướng này là chẳng phải môn, vì môn thanh tịnh nên được vào nơi pháp môn thanh tịnh không hình tướng. Tuy muốn rõ biết môn hình tướng này là vô sở hữu, chẳng dùng nghĩa có mà tuyên thuyết như vậy, vì vô sở tác nên vào nơi pháp môn không hình tướng. Này Vô Biên Trang Nghiêm, pháp môn không hình tướng đã nói như vậy là Đà La Ni thanh tịnh mà nói. Này Vô Biên Trang Nghiêm, pháp môn đã nói đó dường như hư không, tất cả pháp nương nơi hư không mà có sinh diệt, pháp sinh diệt kia tánh đều bình đẳng, khi quán như vậy thì không có sinh diệt, không chỗ nhiếp thọ. Với tất cả pháp phải biết như vậy, tất cả pháp cũng chẳng phải nhiếp thọ, chẳng phải không nhiếp thọ, chẳng phải đồng, chẳng phải không đồng, cho đến không có chút pháp gì có thể được. Do đây có thể rõ được môn hình tướng này, vì được môn vô tướng thanh tịnh mà khai thị diễn nói. Này Vô Biên Trang Nghiêm, nói rằng vô tướng đó chính là không thân thi thiết, không danh, không cố, cũng không thể hiện. Nơi giáo nghĩa này phải nên rõ biết môn không hình tướng kia đồng với hư không. Nói rằng hư không cũng chẳng có hư không và thị thuyết hư không. Đây là pháp môn vô minh tùy thuận minh trí lực. Bồ Tát có thể chứng nhập lý thú phương tiện của môn Đà La Ni. Do chứng nhập nên không có tranh luận cũng không quên mất, liền chứng nhập môn Đà La Ni vô đoạn bí mật ngữ ngôn. Như rồng vô nhiệt não làm trận mưa to không ngớt hạt. Này Vô Biên Trang Nghiêm, nói Đà La Ni trên đây là cú nghĩa gì? Bồ Tát Vô Biên Trang Nghiêm nói, bạch Thế Tôn, Đà La Ni là giả danh phương tiện tùy thuận các pháp bí mật, là nghiệp dụng liền ghi nhớ khắp các pháp, là những câu ngữ ngôn thuyết pháp do trí lực được vào số Đà La Ni như vậy. Do thiện giác tuệ không phải thọ trì công lực bồ đề vô lượng vô biên, bạch Thế Tôn, như chỗ con hiểu phương tiện diễn thuyết trí vô biên này là vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh nên khai thị lưu bố làm cho chánh pháp chẳng đoạn tuyệt. Bạch Thế Tôn, Đà La Ni này là đại hư không, là đại phương quảng, do nghĩa trên đây nên có thể tuyên thuyết rộng khắp, do tuyên thuyết bình đẳng có thể nhiếp thọ nên gọi là tùy thuận giáo pháp thiện xảo khai thị lưu bố rộng lớn, vì văn tự sai biệt viên mãn mà được thành tựu biện tài vô ngại. Do quan sát nghĩa thiện xảo ngôn thuyết nên được nghĩa vô ngại biện tài. Vì quyết định các pháp thiện xảo khai thị nên được viên mãn pháp vô ngại biện tài. Thương xót chúng sinh dùng tâm đại từ đại bi nên có thể nhiếp thọ. Do nhiếp thọ nên tuần tự điều phục làm cho được thanh tịnh. Không hủy luận có thể chuyển thuyết pháp sẽ bình đẳng. Bạch Thế Tôn, lúc diễn nói pháp môn phương tiện bí mật Đà La Ni này, vô lượng vô biên nghĩa thiện xảo phát ra từ kim khẩu của Phật. Đức Phật bảo Vô Biên Trang Nghiêm Đại Bồ Tát, nói pháp môn chính là từ ngữ môn nhất thiết trí của Như Lai. Trong môn này, do ngữ ngôn mà diễn thuyết được tất cả pháp,
Như Lai an trụ nơi tự nhiên trí vô biên thanh tịnh rốt ráo thanh tịnh, từ nơi không chỗ an trụ, không chỗ tạo lập mà diễn ra pháp môn rộng lớn, đất sâu. Này vô biên trang nghiêm, Như Lai từng nói tất cả pháp đều là Phật pháp, vì đối với các pháp có thể khéo biết rõ nên gọi là Phật pháp. Bản tánh của các pháp đồng với Phật pháp nên các pháp đều là Phật pháp. Do có thể rõ biết các pháp và phi pháp nên nói rằng có thể rõ biết tất cả pháp. Người có thể rõ biết các pháp thì có thể rõ biết môn Đà La Ni. Môn Đà La Ni này có thể vào khắp tất cả pháp, nghĩa là có thể nói năng diễn thuyết đàm luận. Tất cả những sự nói năng diễn thuyết đàm luận đều do nơi văn tự mà tuyên thị. Trong văn tự này, đầu là chữ A, rốt sâu là chữ Hà. Dường như lúc nhập thai, thọ thai, trụ thai, ta lấy mẹ làm trước. Là như chủng tử và nuôi lớn, thờ dùng cha làm trước. Như quận thích tập lấy sinh làm trước tiên, sau đó là kiến lập và phân biệt và phân sai biệt. Tiếp theo là sáu xứ các căn thành thục. Như vậy, chữ mẹ là trước tiên, tất cả văn tự hòa hợp sai biệt dùng chữ mẹ như vậy là trước. Phát sinh văn tự thời trước là chữ A, lúc sau là chữ Hà. Những văn tự khác ở chặng giữa, tùy theo sự tương ưng. Các văn tự hòa hợp có ra, đó chính là có thể vào môn ngữ ngôn Đà La Ni. Lại phải rõ biết tất cả những hành pháp thể đều hoại diệt. Như văn tự kia đã viết học thành rồi liền sẽ trừ diệt, tất cả nghiệp dụng lập ra đều sẽ hoại diệt. Nhưng những hành pháp kia vì hòa hợp mà sinh, nó chẳng hòa hợp thời hoại diệt. Hai thứ tương ưng hòa hợp như vậy, lập thành tất cả cái ái kết trong ba cõi. Cũng do hai thứ hòa hợp như vậy lập thành tất cả pháp hữu vi. Quan sát như vậy lần lần có thể thành tựu pháp môn vô tác. Do đây có thể diễn thuyết môn Đà La Ni sinh diệt, làm cho các Bồ Tát mau được viên mãn phương tiện thiện xảo. Như chữ mẹ trước là chữ A, sau là chữ Hà. Được như vậy rồi, nên dùng lời nói diễn thuyết đàm luận kéo vào tất cả ngôn từ bí mật, là phải ra biết pháp môn vô ngại để khai thị tuyên thuyết. Này vô biên trang nghiêm, như mẫu tự chữ A làm đầu, bao nhiêu văn tự theo đó lập thành do đắc ý mà có biên chép. Sau chữ Hà không còn văn tự nào có thể kiến lập được nữa. Do hai thứ tác ý này có thể sinh tất cả hành pháp hữu vi, hai thứ phân biệt đó đều không chân thật. Vì nơi chân thật không có bản tánh, tự tánh của văn tự cũng không có phân biệt và chẳng phân biệt, mà trong đó cũng không có chút phần gì làm ra. Này phổ biến trang nghiêm, tất cả các pháp do trí nhận biết, trí này đều từ nơi văn tự mà được sinh khởi. Vì văn tự này chẳng thành tựu nên trí kia cũng lại không hình tướng có thể được. Vì sao? Vì nơi chân thật vốn không có hình tướng. Do vào nơi không hình tướng như vậy nên rời bỏ tất cả sự nghiệp tạo tác. Vì vô tác nên rời bỏ tất cả sự hữu vi. Này phổ biến trang nghiêm, đây là pháp môn thanh tịnh thiện xảo Đà La Ni. Nếu các Bồ Tát lúc học pháp môn này thì có thể phát khởi tất cả sự nghiệp vô ngại. Vì chúng sinh tuyên thuyết chánh pháp không thiếu bớt, chẳng trụ nơi chấp trước và có thể xa lìa những tưởng cùng tác ý, vì đã có thể vào nơi pháp vô ngại trí, chứng vô biên trí. Này vô biên trang nghiêm, nếu các Bồ Tát khi đã khắp dùng tất cả danh tự mà đã biết tất cả pháp chỉ có ngôn thuyết mà không chân thật, biết như vậy rồi, Bồ Tát cần phải vào môn phương tiện Đà La Ni. Thế nào là lên vào môn phương tiện Đà La Ni? Đã biết tất cả danh ngôn vốn không chỗ trụ, nên chẳng trụ nơi các pháp, chẳng trụ trong ngoài, chẳng giữa. Tất cả chỗ đều chẳng thể nắm bắt được, chỉ nương ngôn thuyết mà lập ra danh tự. Với danh tự lập ra liền rõ biết như thật là như thật. Do như thật này, còn phải rõ biết tất cả pháp vốn không danh tự, không ngôn thuyết. Đây là chỗ trí lập vô sở ý của chư Phật. Với tất cả pháp, Bồ Tát nên dùng pháp môn này để khai thị diễn thuyết. Như là nói tất cả pháp chẳng phải một tánh, chẳng phải khác tánh, vì các pháp không có tánh một tánh khác. Tất cả pháp này chẳng phải sinh, chẳng phải có. Những pháp tuyên thị như vậy cũng không. Pháp đã không thời, chính nó là vô tướng. Đã vô tướng thời không nguyện cầu. Nếu các pháp đã là không, là vô tướng, là vô nguyện thì chẳng thể biết khắp. Do đây chẳng nên nói các pháp là có, là không.
Nói có nói không chỉ là lời nói, trong đó chẳng nên chấp trước tất cả pháp là chân thật thắng nghĩa. Vì sao? Như Lai thường nói, nếu có người có chấp trước tất cả pháp là chân thật thắng nghĩa, thì đối với pháp nào cũng đều sinh chấp trước. Chấp trước như vậy đều là pháp bại hoại, là không, chỉ có hư vọng phân biệt hí luận. Này Vô Biên Trang Nghiêm, ông cần phải quan sát diễn thuyết các pháp, nhưng những pháp đó thật ra không bị không thị không thuyết. Làm sao ở trong đó là có người với người khác mà diễn thuyết? Này Vô Biên Trang Nghiêm, pháp thanh tịnh đây do Như Lai diễn bày ra, người nào có thể rõ biết được thì đáng gọi là rất hy hữu. Này Vô Biên Trang Nghiêm, này các ông ở trước ta được nghe pháp như vậy, dầu đa số có thể khéo rõ biết, xin thắng giải trụ nơi tính tâm thanh tịnh. Nhưng chúng sinh đời sau đối với pháp này, ít người hiểu biết. Chỉ trừ những người hiện nay gần gũi bên Phật, phát hoằng thệ, nguyện đời vị lai đem sự an lạc lợi ích cho chúng sinh, mà sẽ thọ trì giáo pháp của Như Lai. Những người hiện tiền thừa sự cúng dường Như Lai tinh sâu hiểu chắc, sẽ có thể chứng được môn Đà La Ni này. Này Vô Biên Trang Nghiêm, do ngày trước cúng dường chư Phật lại được tin hiểu giáo pháp thậm thâm, nên các Bồ Tát nguyện cầu Đại Thừa hướng đến công hạnh sâu rộng. Hàng thanh văn thừa, nhàm lìa ba cõi nên siêng năng tu hành giáo pháp thậm thâm. Những người này chưa từng được nghe giáo pháp thâm diệu này. Này Vô Biên Trang Nghiêm, Đức Như Lai vì muốn lợi ích cho hạng hữu tình này, khiến họ chứng chủng trí rộng lớn vô lượng, nên lại nói giáo pháp thậm thâm. Giáo pháp này chẳng phải kẻ ngu phô nhiều, chấp trước chẳng mong cầu diệu pháp mà có thể hiểu, có thể làm được. Giáo pháp này là chỗ nương tựa của những người tu hành đúng lý, đầy đủ căn lành, biết sợ tội mà cầu giải thoát. Này Vô Biên Trang Nghiêm, nay Phật vì các ông và tất cả đại chúng luôn thuyết pháp chẳng mệt mỏi, nhàm chán. Do xưa kia lúc Phật còn thực hành đạo Bồ Tát trong vô lượng kiếp tinh tấn thu học diệu pháp thậm thâm này, đã thu học rồi bèn hồi hướng cho tất cả chúng sinh, làm thế nào sẽ vì các loài hữu tình mà chuyển được pháp luân vô thượng, và vì các hữu tình thể hiện được trí tuệ vô thượng khiến cho hạt giống Phật chẳng dứt. Này Phổ Biến Trang Nghiêm, đây là do nguyện lực thuở xưa của Đức Như Lai, vì muốn hạt giống Phật chẳng dứt mà dùng oai lực gia hộ môn Đà La Ni này, khai thị chuyển thuyết pháp thậm thâm đây cho được lưu bố rộng khắp, khi chúng sinh sẽ được ngộ nhập trong Phật pháp, khi hạt giống Phật chẳng dứt. Này Vô Biên Trang Nghiêm, này các ông nếu muốn học theo Phật, thì có chúng sinh nào mong cầu chánh pháp, các ông phải khai thị diễn thuyết, cho sinh lòng nhà mỏi. Này Vô Biên Trang Nghiêm, các Bồ Tát ở trong đại chúng đem pháp của mình đã được nghe mà diễn thuyết khai thị, do đây sẽ được gần Phật trí, mau chứng được môn Đà La Ni. Về chứng Đà La Ni nên dùng công lực ít mà có thể tạo trì pháp môn thanh tịnh sáng suốt. Này Vô Biên Trang Nghiêm, tất cả pháp bản tánh thanh tịnh, bản tánh của các pháp nếu đã là chẳng phải tương ưng, chẳng phải không tương ưng, chẳng phải hòa hợp, chẳng phải không hòa hợp, thì trong các pháp vẫn không có pháp. Nếu pháp đã không có thì không chỗ nào có thể chỉ thuyết được, chỉ trừ khi để dứt tập nhân. Vì dứt tập nhân nên được xa lìa, vì được xa lìa nên được tịch diệt. Như Lai vì muốn chúng sinh hiểu rõ nên tuyên thuyết tất cả pháp bản tánh tự tánh vốn là vô nhân, thì là nhân dứt, vì vô nhân dứt nên không lìa, không diệt. Này Vô Biên Trang Nghiêm, ông xem chỗ thuyết pháp của Phật thanh tịnh như vậy. Nếu người dùng pháp để quan sát Đức Như Lai, người đó nơi Đức Phật, Đức Như Lai thấy chẳng thanh tịnh. Vì sao? Vì Như Lai chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp. Như Lai còn chẳng an trụ cho pháp gì, huống là phi pháp. Như Lai vượt khỏi các pháp biểu thị, không thể tuyên thuyết vì tất cả ngữ ngôn đều thanh tịnh. Do đây nên Đức Như Lai rất là rộng sâu vô lượng. Như Lai, Đức Như Lai chẳng phải sắc biểu thị, chẳng phải thọ tưởng hành thức biểu thị, cũng chẳng phải sắc diệt tận giải thoát, chẳng phải thọ tưởng hành thức diệt tận giải thoát. Do đây nên Đức Như Lai tuyệt những pháp biểu thị cùng sắc thọ với các pháp chẳng phải tương ưng, chẳng phải không tương ưng. Nhưng ở nơi tất cả pháp hữu vi vô vi đều có thể khắp giải thoát, chẳng phân biệt không hí luận. Như Lai chẳng tương ưng với sự chấp trước nơi sắc, cũng chẳng tương ưng với sự chấp trước nơi thọ tưởng hành thức. Là dứt hẳn tất cả cội gốc chấp trước và cũng xa lìa cội gốc của các pháp.
nghĩa là Đức Như Lai không hí luận, chẳng nhập chẳng xuất vượt khỏi các dòng, chẳng trụ cảnh giới Phật vô thượng, cũng chẳng phải không trụ. Nên nói rằng Như Lai chẳng trụ nơi chút pháp gì, chẳng lấy, chẳng bỏ. Lúc thuyết pháp cũng phải diễn thiết như đã nói về vấn đề Như Lai. Vì Như Lai chẳng tương ưng nên pháp của Như Lai cũng chẳng tương ưng. Như Lai như pháp của Như Lai, tất cả pháp cũng vậy. Cứ nơi lý như thật, thời các pháp đều như. Do đây nên Phật nói tất cả pháp đều là chân như, tất cả pháp chân như cùng Phật chân như không sai không khác. Chẳng phải nhất, chẳng phải dị. Vì Như Lai an trụ nơi pháp vô biên phân vô phân biệt, chẳng phải là biến cái chấp. Này vô biên trang nghiêm, Như Lai thuyết pháp trọn chẳng siêu quá tất cả pháp. Vì sao? Vì không có chút pháp nào có thể siêu quá. Này vô biên trang nghiêm, lúc tức Như Lai chứng được vô thượng bồ đề, nhưng thật ra lúc đó không có pháp gì được. Vì tất cả pháp đều chẳng thể nắm bắt, chẳng phân biệt, chẳng thấy có pháp cùng phi pháp, cũng không tác ý, nơi pháp tánh thanh tịnh chẳng an trụ, chẳng kiến lập. Lúc giảng trạch rõ biết các pháp như vậy, cũng không có người rõ biết và giảng trạch. Này vô biên trang nghiêm, văn cú đệ nhất nghĩa để diễn thuyết đây là văn cú chẳng phải văn cú của Như Lai. Vì văn cú vốn thanh tịnh, do nghĩa này nên các Bồ Tát chứng được trí tất cả văn cú thanh tịnh. Giờ đây có thể nhập môn Đà La Ni, lý nghĩa vô biên, nhưng cũng không chút pháp gì có thể chứng nhập vì không có đến cũng không có đi. Này vô biên trang nghiêm, văn cú đã nói đó, vốn không văn cú có thể được, vì văn cú vốn chẳng phải văn cú. Đối với tất cả văn cú cần phải rõ biết như vậy. Những văn cú như vậy là nhầm lìa văn cú. Đã nhầm lìa văn cú thì là văn cú hư vọng. Nếu văn cú hư vọng, thời là nhầm lìa văn cú. Tất cả văn cú đó là văn cú diệt tận. Nếu văn cú diệt tận là văn cú chân như. Nếu văn cú chân như, thời là văn cú rốt ráo. Nếu văn cú rốt ráo, thời là văn cú niết bàn. Nếu văn cú niết bàn, thời chẳng phải thế tục. Không văn cú đặt ra cũng không thị thuyết. Này vô biên trang nghiêm, nói một câu được bình đẳng vào trong tất cả pháp. Thế nào là một câu? Chính là câu yếm ly. Trong yếm ly vốn không có câu, tất cả câu đây còn là yếm ly. Thời câu cũng chẳng phải câu vì câu thanh tịnh. Nếu câu thanh tịnh, thời niết bàn thanh tịnh. Nếu niết bàn thanh tịnh, thời câu thanh tịnh. Những văn cú như vậy đều không thể được bày. Dầu dùng lời nói để hiển thị văn cú, nhưng lời nói đó tìm khắp mười phương vẫn không tìm được ai, vì ai mà nói. Nên tất cả lời lẽ đều không, lời nói đã không, thời không có nghĩa. Chẳng nên ở trong đó phân biệt, hí luận đặt ra những cú nghĩa như vậy, tất cả đều là cú nghĩa không phân biệt, là cú nghĩa không hí luận. Do đây nên người tu quán hạnh, lúc tìm cầu quan sát tất cả cú nghĩa phải biết đều là tịch diệt niết bàn. Những văn cú như vậy chẳng khác với niết bàn, cũng là chẳng thể nói hết. Nhưng chẳng phải là không khác, vì lời nói là văn cú đều là hư vọng. Vì văn cú thanh tịnh nên phương tiện nói ra để biểu thị các cú nghĩa, chẳng phải biểu thị chân thật. Nếu chẳng phải biểu thị, cũng chẳng phải không biểu thị, thì ở trung đạo. Nếu ở trung đạo thì không phân biệt, vì trong đây đã dứt phân biệt. Lúc chứng nhập pháp tánh bình đẳng đây, không còn chỗ nào thực hành chút ít các ác hạnh. Vì là vô sở đắc như vậy, không hành cũng không biến hành, không đẳng cận hành. Chư Phật nói người tu Bồ Tát thừa lúc không có chút pháp gì để có thể thực hành, đó chính là hành Bồ Tát hạnh vì an trụ môn Đà La Ni thanh tịnh vô thượng. Này vô biên trang nghiêm, nay Phật sẽ nói câu Đà La Ni. Do câu này mà các Bồ Tát được Đà La Ni có thể khai thị vô biên pháp tạng. Các Bồ Tát này trụ bập vô tránh được có thể phá trừ những ngoại luận vì rất tịch tỉnh, vì thuyết pháp rộng. Đây là câu Đà La Ni của pháp môn. Đấy điệt tha nhã duệ, vi nhã duệ, ô kế, ô ca việt đệ, a lộ kế, a lộ ca việt đệ, bát ra bệ, bát ra bà việt đệ, na rị thiết nảnh, nể na rị thiết đàm việt đệ, yết thế, yết tha việt đệ, thú thác nảnh, bệ thú thác nảnh, bát rị thú thác nảnh, bệ thú thác nảnh, bát rị thú thác nảnh, câu rị, cật rị gia việt đệ, Ôn Đát Rani, Sang Đát Rani, Maha Tỳ Xã Duệ, Maha Tỳ Xã Gia Việt Đệ, A Nộ Sang Địa, A Bát Ra Đệ,
sang địa. Dù già ma nại đà, tắc địa, tắc đà yết thê, tắc đà yết tha phiệt đẻ, ma đẻ bác ra bệ, ôn đát rị, ôn đát ra phiệt đẻ, nhĩ ma rị, di ma ra nộ tán địa, tác lê, tác ra phiệt đẻ, tác ra nộ bà, nộ già đẻ, ta mảnh, ta ma lam bà, nhĩ già đẻ, yết đẻ, a nể già đẻ, a bác ra đẻ, nể, phiệt đẻ, di thế sái phiệt đẻ, a ma hê nể, nể ma hê nể, bác ra ma hê nể, ô già ô đát na ra nảnh, ma ra bác na duệ, a thế sát, a nộ ba thế sát, a nộ già mê, a bác ra đẻ già mê, a già đế, a na già đế, già đẻ nhĩ thú đà nể, bác rị thú đệ, cương kiệt sai chế, na nể già đế, ma đẻ bác ra tỳ đế, ma đẻ tỳ thú đà nể, ta mạng đa nộ yết đế, tam mạng đa bác rị phược lê, ta mạng đa tỳ thú đà, nể a nộ ba ngật ra hứ, a nể ngật ra hứ đế, hứ na ra thê, a ra tha tỳ thú địa bác ra nặng, bác ra mảnh, hê đô nể địa sang ninh bác ra tỳ đẻ, bác ra tỳ đa phiệt đẻ, tỳ nể thiết giả dệ, tỳ nể thiết giả gia nộ yết đế, a nan đa ra thê, a nan đa bí ngật ra đế, ma sẽ tỳ thú địa a nộ kiệt ra hế, bác ra kiệt ra hề tỳ thú đà nể, a địa gia đa ma tỳ kiệt đế, ma hứ ra đà tỳ thú đà nể, bí địa gia nộ kiệt đế, bí địa gia nộ tán địa, bác rị thú đà nể. Này vô biên trang nghiêm, đây là câu Đà La Ni. Các Bồ Tát do câu này có thể nhớ rõ các pháp tạng của vô lượng Như Lai, cũng có thể khai thị diễn thiết làm cho chúng sinh trụ bậc vô tránh, là có thể được phương tiện và tất cả nghĩa lý, có thể rõ biết trí sai biệt rộng lớn vô lượng, tất cả hạnh nguyện đều được viên mãn. Kinh Đại Bảo Tích quyển 5, Hán dịch đời Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí. Pháp hội thứ hai, Vô Biên Trang Nghiêm phần 2, phẩm 1, Vô Thượng Đà La Ni phần 2. Khi ấy Phật bảo Bồ Tát Vô Biên Trang Nghiêm, ta sẽ nói môn Đà La Ni trí địa sai biệt, trí tuệ thiện xảo kia làm cho các Bồ Tát được phương tiện thiện xảo Đà La Ni. Do được Đà La Ni này sẽ có thể rõ biết nghĩa lý bí mật của các pháp là nơi nhãn căn thấy sắc Đà La Ni, cho đến ý căn biết pháp Đà La Ni. Này Vô Biên Trang Nghiêm, môn Đà La Ni sáu căn thấy biết sáu trần thế nào? Này Vô Biên Trang Nghiêm, các Bồ Tát do nhãn căn thấy sắc trần rồi, vì trí lực thông tỏ và niệm lực thiện xảo không mê vọng, nên biết rõ sắc là vô thường, sinh diệt chẳng dừng, ly biệt hoàn toàn, do đây có thể ở trong nhãn giới chẳng chấp ngã và chẳng phải ngã, an trụ khéo léo nơi nhãn xứ thanh tịnh, nên chẳng phan duyên nơi sắc, nhưng có thể thanh tịnh môn Đà La Ni, khéo hay thấy rõ diệt yếm ly, nên không hí luận, do không hí luận trụ không vọng niệm, nên không có tích tập trong việc hành đạo, có thể xả bỏ nhãn thức và các pháp đối tượng của mắt, không có phân biệt. Vì thấy biết thanh tịnh như thật nên rõ biết các pháp như huyễn, được trí rộng lớn không đồng với thế gian. Nói lược như vậy, cho đến các Bồ Tát dùng ý căn rõ biết pháp trần rồi, do trí lực sáng suốt và niệm lực không mê vọng, biết rõ các pháp là vô thường, sinh diệt chẳng dừng, chẳng chấp ngã và chẳng phải ngã. Ý căn thanh tịnh chẳng chấp lấy pháp trần, ý căn thanh tịnh chẳng chấp lấy pháp trần, chẳng phân biệt, chẳng hí luận, chẳng vọng niệm, chẳng huân tập, chẳng bị ràng buộc nơi ý thức và pháp trần. Vì ý căn thanh tịnh như thật rõ biết nên rõ biết các pháp như huyễn, được phước, tuệ, thù thắng, không giống với thế gian. Bồ Tát này là có thể đối với tất cả pháp không có kiến chấp, là vô nhân, cũng chẳng ở nơi nhân thấy có duyên, chẳng ở nơi duyên thấy có nhân, rõ biết tất cả pháp đều chẳng tương ưng nhau, mà chứng nhập bản tánh thanh tịnh tịch diệt, chẳng sinh, chẳng khởi, chẳng lưu chuyển, cũng chẳng phải dùng ngôn thuyết mà nói đến được. Tất cả pháp nghĩa chẳng phải đồng thuận, chẳng phải tương ưng, chẳng phải không tương ưng, vì tất cả pháp không có tác giả, vì không tác giả nên không thọ giả, không chúng sinh, không ngã. Những pháp cú đã nói đây chẳng phải như thật, chẳng phải không như thật.
Vì với tất cả pháp chẳng thọ chẳng chấp, đồng với Niết Bàn, lìa hẳn sự chấp trước. Này và Biên Trang Nghiêm, đây là các Bồ Tát diễn nói môn Đà La Ni phương tiện sai khác với tất cả pháp cần phải rõ biết. Lúc diễn thuyết như vậy, các Bồ Tát xa lìa nơi trong cũng chẳng hiên lấy nơi ngoài, đã có thể quan sát không có chỉ thị chung, nương theo bánh xe sinh tử vào trong thế gian. Ở nhà vô vi mà trôi lăn cùng khắp, dầu luân chuyển sinh tử như vậy nhưng vẫn không sinh tử có thể được, cũng chẳng có thật là xe sinh tử, dầu tùy chuyển theo sinh tử rơi vào trong chỗ có thể nắm bắt của thế giới, nhưng chúng sinh vì không hiểu rõ pháp này, nên ở trong sinh tử, trong chuỗi, trong rủi chạy nhảy vui đùa khắp nơi, là không thể hiểu rõ sự hư vọng điên đảo. Chẳng phải chúng sinh lại tưởng là chúng sinh. Một khi đã bị tưởng trói buộc thì không thể hiểu rõ các pháp, đi vào các pháp phá hoại, cực phá hoại, bị chấp vào không tưởng. Này Vô Biên Trang Nghiêm, nếu các Bồ Tát có thể hiểu rõ pháp này, thời mau được trí tuệ sáng suốt, thuyết pháp thanh tịnh, tu tập nhẫn nhục, có thể tinh tấn, sinh lòng, đại từ bi, chí nguyện vững chắc, có thể thành tựu phương tiện chuyển tiết như ngôn từ bí mật, dị danh sai biệt của các pháp, ngôn ngữ tối thắng tùy theo chỗ nhớ nghĩ, các ngôn từ kệ tụng cổ ngữ không chút sai lầm, làm cho chúng sinh trụ bậc vô tránh, có thể phá hoại tất cả tà luận của các ngoại đạo, có thể trừ sự tối tâm cho chúng sinh. Lúc Bồ Tát này thuyết pháp, được vô lượng chư Phật ở mười phương khen ngợi. Bồ Tát này phóng ánh sáng, pháp chẳng thể nghĩ bàn, là pháp thí chủ có thể khéo khai thị, không mê lầm pháp tạng của chư Phật, không mê hoặc có thể trọn nên hạnh nguyện tù thắng, theo sở nguyện của mình, đều được viên mãn, có phương tiện thiện xảo chẳng thể nghĩ bàn, làm cho chúng sinh được mở mang tâm ý và có thể thể hiện nhân của giai đoạn trước và sau, phương tiện ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Này Vô Biên Trang Nghiêm, trong pháp này, các Bồ Tát phải siêng tu tập phát khởi môn Tama Địa. Tu tập rồi, thời chứng nhập được môn Đà La Ni, được tự tại nơi môn Đà La Ni rồi, thời có thể diễn thuyết những danh từ sai khác rộng lớn bí mật, có thể chứng nhập trí từ ngữ vô ngại, có thể thuận nhập nghĩa lý thâm diệu, khéo rõ biết được ý nghĩa của lời không của lời nói không một chút nghi hoặc. Tự mình có thể trụ bậc nhẫn địa, không phải nhờ người chỉ dạy. Này Vô Biên Trang Nghiêm, nếu các Bồ Tát có thể phát nguyện dũng mãnh tinh tấn vì muốn làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, mà cầu được các pháp trí thông đạt tất cả thừa, được Phật trí rốt ráo thanh tịnh, thời chẳng khó khăn lắm. Này Vô Biên Trang Nghiêm, nơi đây diễn thuyết các pháp môn Đà La Ni phương tiện thâm sâu, chính là Phật vì muốn nhiếp thủ các Bồ Tát mà khai thị. Nay Phật sẽ tuyên nói cho các Bồ Tát đều được khai ngộ, khéo giữ gìn được ngôn giáo bí mật, làm phàm có chỗ làm đều có thể rõ biết nghĩa của tất cả ngữ ngôn âm thanh, là có thể chấn nhập trí sai biệt thiện xảo. Đó là những pháp môn gì? Này Vô Biên Trang Nghiêm, các Bồ Tát đủ giới đức thanh tịnh, an trụ nơi sức gia trì thật đế, thời có thể thêm lớn được phương tiện bố thí, không ngã sở, không nhiếp thọ, tu tập phương tiện chứng lý nghĩa chân thật của tất cả pháp, được pháp không thoái, và khéo trụ nơi quả vị không thoái, mau được trí tuệ biện tài vô ngã rộng lớn như biển cả. Này Vô Biên Trang Nghiêm, đời sau đây ít người có thể cung kính tọa trì pháp này, chỉ trừ các Bồ Tát mong cầu pháp như thật thậm thâm, vì muốn vào pháp tạng của Như Lai nên mong cầu ưa thích tâm tăng thượng, khéo điều phục tâm, ưa chánh tư duy. Các Bồ Tát này tinh tấn tu học pháp thầm thâm này, ngộ nhập lý nghĩa, thời có thể được trí vô ngại, cũng có thể rõ biết tự tánh, bản tánh của tất cả pháp. Này Vô Biên Trang Nghiêm, giả sử Như Lai dùng các loại danh từ để diễn thuyết các pháp, nhưng đối với bản tánh tự tánh của các pháp cũng chẳng trái. Bản tánh tự tánh của pháp Như Lai khai thị không trái nhau. Như Lai nói pháp vô ngại, chỗ diễn thuyết của Như Lai không có chủ thể thuyết, không có đối tượng để thuyết. Này Vô Biên Trang Nghiêm, Như Lai đã được viên mãn phương tiện diễn thuyết Ba La Mật Đa, Như Lai cũng không có chút pháp gì là được. Như Lai chẳng vì được pháp cùng không được mà thuyết pháp. Như Lai chẳng phải an trụ một ít pháp, không xả bỏ, không vì sinh sống mà thuyết pháp. Như Lai cũng không vì được một ít phần pháp, cũng không phải không được mà thuyết pháp. Như Lai chẳng hành động, cũng chẳng phải chẳng hành động. Chỗ hành động của Như Lai là vô sở đắc. Chẳng nên cho rằng chư Phật làm công hạnh như thật. Vì sao? Vì không có chút pháp nào gọi là Như Lai. Đã chính đây là Như Lai an trụ chỗ trụ như vậy.
thực hành chỗ làm như vậy. Nếu Như Lai dùng danh tự để gọi hiệu Như Lai, thì Như Lai dùng danh tự để gọi hiệu Như Lai chẳng phải khác, chẳng phải không khác. Vì chẳng khác, chẳng phải không khác nên chẳng được cho Như Lai là có đến, có đi. Như Lai chẳng phải hí luận, đã vượt quá hí luận, cũng không có vượt quá. Như Lai cùng Như Lai tánh, chẳng phải tức, chẳng phải ly, là tánh chẳng hư vọng, là tánh chẳng đổi khác, không có chút pháp gì để khai thị diễn thuyết, cũng không có thị hiện. Như Lai chứng được bản tánh như thật của tất cả pháp, nhưng bản tánh của tất cả pháp chẳng thể tuyên thuyết, vì tất cả pháp là vô sở hữu. Do đây Như Lai nói, tất cả pháp là không có sự tạo tác, cũng không biến dị, chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng xuất, chẳng ly, vì tất cả pháp rốt ráo thanh tịnh. Với tất cả pháp không có chỗ được, ở trong tất cả pháp không có chút gì sở đắc, vì không chỗ được nên không có chỗ chứng. Như vậy là không có chút pháp gì để có thể được. Nếu pháp là có thể được, thời trong các pháp lẽ ra có thọ giả, đã không thọ giả, nên biết rằng tất cả pháp do chẳng sinh khởi mà không có chỗ được. Danh hiệu của Như Lai cũng do thánh giáo dùng giả danh đặt ra. Ngôn thuyết như vậy, bản tánh vốn thanh tịnh, bậc thánh ở trong đó không có chút pháp gì là được, nhưng cũng không có pháp và phi pháp, cũng không có pháp gì gọi là thánh và chẳng phải thánh, không có chút pháp gì tương ưng với thánh hay chẳng tương ưng. Với chỗ diễn thuyết của Như Lai đây, đều phải đã biết như vậy là cũng chẳng nên phân biệt theo thế tục. Như Lai có thể diễn nói các pháp và phi pháp, cũng chẳng kiến lập có pháp và phi pháp. Như Lai có thể diễn thuyết pháp thiện và pháp chẳng thiện, cũng chẳng kiến lập có pháp thiện và pháp chẳng thiện. Như Lai có thể diễn thuyết tất cả pháp, nhưng cũng chẳng kiến lập có tất cả pháp. Như Lai có thể diễn thuyết không biểu thị, nhưng cũng chẳng kiến lập không biểu thị. Này Vô Biên Trang Nghiêm, pháp thầm thâm của Như Lai nói đây, người không có nghiệp thanh tịnh thì không thể rõ biết. Nếu người nào mong cầu vô thượng Bồ Đề, cầu giải thoát sinh tử, cần phải hiểu rõ chứng pháp Như Lai diễn thuyết. Này Vô Biên Trang Nghiêm, nếu các Bồ Tát hiểu rõ được pháp này, cần phải không do dự, chẳng lấy, chẳng bỏ, cũng chẳng thấy có chút pháp sinh diệt, không có hí luận, chẳng phải không hí luận. Được vậy thì các Bồ Tát có thể diễn thuyết pháp chân thật này, cũng chẳng chấp trước pháp chân thật này. Này Vô Biên Trang Nghiêm, như núi Tu Di là chỗ nương tựa cho những cung điện của các chúng sinh có thiện căn phước đức, nơi đó chúng sinh hưởng thụ vui sướng. Cũng vậy, các Bồ Tát vun trồng căn lành thời được nghe và thọ trì pháp bảo thậm thâm này. Do đây Bồ Tát được nhất thiết chủng trí. Này Vô Biên Trang Nghiêm, kinh pháp này có thể tùy thuận chứng nhập pháp trí vô thượng. Vì muốn khai thị pháp tạng Đà La Ni của Đức Như Lai, nên là bố như vậy. Đà La Ni này có thể nhiếp tất cả pháp chân thật rộng lớn. Như pháp của chư Phật Như Lai diễn thuyết đều từ môn Vô Biên Đà La Ni này. Vì muốn thanh tịnh tất cả pháp môn, nên Như Lai khai thị diễn thuyết môn Đà La Ni này. Môn này có thể nhiếp tất cả pháp trong khế kinh, làm cho không thành, không hoại, không trước, không sau, chẳng giữa. Như Lai hộ niệm môn Đà La Ni này có thể làm vô lượng vô biên Phật sự khắp mười phương thế giới. Này Vô Biên Trang Nghiêm, các Bồ Tát ở sơ phẩm Đà La Ni nói nghĩa lý trung phẩm mới có thể thọ trì tất cả các pháp. Này Vô Biên Trang Nghiêm, các Bồ Tát nếu muốn hiểu rõ giáo pháp này, muốn lưu bố chánh pháp không đứt đoạn, muốn nhập pháp ấn vô trụ, muốn hiểu rõ môn bí mật vô ngại, muốn phát khởi gia hạnh đại tinh thấn, muốn hiểu rõ tánh tướng của các pháp để diễn thuyết, thời phải thọ trì giáo pháp của Như Lai diễn thuyết. Đã thọ trì rồi sẽ đã biết tất cả ngôn từ bí mật, được trí diễn thuyết văn tự và hiểu rõ lý nghĩa sai khác của các pháp. Vì muốn lợi ích an vui tất cả chúng sinh, nên các Bồ Tát này lập ra thắng nghĩa khéo tùy theo căn cơ mà truyền dạy cho chúng sinh được lợi ích, hoặc tán dương giáo pháp, hoặc lưu truyền giáo pháp, hoặc diễn thuyết giáo pháp. Vì thương xót muốn làm lợi ích cho chúng sinh mà cầu Phật trí, chẳng chấp trước. Vì không chấp trước nên không chỗ lấy, cũng không quán sát pháp trí không sai, cũng chẳng thể hiện hội trí, ngoại trí, nội trí, ngoại trí, chẳng sinh lòng nhầm đủ nơi chút ít pháp. Chẳng dùng sức tinh tấn hạ liệt mà mong cầu trí vô thượng, phải siêng tu tất cả pháp thậm thâm. Có ai gạn hỏi thời tùy nghĩa mà giải thuyết.
trụ nơi hạnh, tự lợi và lợi tha, khéo quan sát tự tha, tất cả pháp đều vô ngã. Ngã đã thanh tịnh, liền chứng nhập tất cả pháp thanh tịnh. Thích diễn thuyết giáo pháp để khai thị. Nếu có người hỏi hay không hỏi hoặc hỏi một đôi câu pháp đều chẳng bỏng xẻng chánh pháp. Các Bồ Tát nên hành bốn tâm vô lượng như vậy. Tôi vì lợi ích tất cả chúng sinh nên ban cho họ pháp bảo vô thượng thù thắng. Nay tôi sẽ làm cho tất cả chúng sinh tương ưng với pháp bảo vô thượng. Dầu chúng sinh tạo nghiệp ác nặng, cũng chẳng có quan niệm bọn sẽ chánh pháp đối với họ. Nay tôi sẽ làm pháp sự của Đức Như Lai, làm pháp sự nhất thiết trí, làm cho chúng sinh thoát khỏi sự khổ. Tôi sẽ dùng thuyền pháp đưa chúng sinh qua khỏi dòng sinh tử, cho chúng sinh được tất cả sự an vui. Các Bồ Tát phải phát tâm đại bi như vậy, do đây mau chứng được pháp thù thắng. Với Đà La Ni môn của kinh này, diễn thuyết các pháp tổng trì sai biệt sẽ được thành tựu, thoát hạn sinh tử, không bị ngoại luận chiết phục, mà có thể chiết phục tất cả luận điệu của ngoại đạo và hàng phục quân ma. Các Bồ Tát vì muốn diệt trừ pháp tránh luận mà phải ăn trụ như vậy. Này Bồ Biên Trang Nghiêm, tất cả Như Lai đều nhiếp thọ và khéo ghi nhớ môn Đà La Ni này. Như thân đốt đáo của Bồ Tát trụ cung trời đau sức, chư thiên đều cúng dường, chúng sinh đều kính mến. Căn lành và phước đức của Bồ Tát này đã thành tục thù thắng, chỉ còn một đời nên tất cả công đức bố thí, trì giới, trí tuệ đều viên mãn đầy đủ. Là bậc chí tôn trong cõi đại thiên, là bậc phước đức thiện căn vô thượng, được tất cả loài hữu tình cung kính ca ngợi. Khi Bồ Tát này rời cung trời đau xuất xuống Diêm Phù Đà, thời sinh trong cung điện của dòng tôn quý nhất ở đô thành của đại quốc, được mọi người, mọi loài mến kính cúng dường. Cũng vậy, môn Đà La Ni này an trụ tâm tất cả pháp, chính từ nơi môn này mà các pháp sinh diệt, sinh và diệt. Các Bồ Tát đã an trụ nơi môn này, thọ thành tục tăng trưởng tất cả pháp, tự tại đối với tất cả pháp, làm chủ tất cả pháp. Thân sau cùng của Bồ Tát giáng sinh trong loài người, dùng sức chánh định vô gián, vô quán thị, mà quan sát tất cả chúng sinh và quan sát toàn cõi đại thiên. Vì đã được môn Đà La Ni vô thượng, dùng tâm rộng lớn trụ trong cảnh trí quảng đại, nên trọn chẳng tham luyến tất cả cảnh dục, cũng chẳng mong cầu những pháp xinh đẹp nhiệm ái. Vì trụ nơi trí không tam ma địa, khéo quan sát được phương tiện vô tướng của tất cả pháp, nên đối với tất cả đều không chấp trước. Rồi biết các pháp hữu vi trong ba cõi đều là lỗi, là họa, đâu nên tham, đâu nên lấy, phải mau xa lìa, đều cầu cảnh giới tịch tỉnh giải thoát thù thắng. Dù Bồ Tát quan sát như vậy nhưng không trụ trước nơi quan niệm ấy, phát sinh lòng đại bi, đại từ đối với loài hữu tình về thành thục họ mà muốn xuất ly, dùng phương tiện thuận nhập trí tuệ thù thắng, được tự tại đối với các hữu tình, được môn phương tiện Đà La Ni vô ngại đối với các pháp, dùng trí phương tiện khéo quan sát tất cả hữu tình và khéo quan sát nghĩa lý, quyết định chẳng nghĩ bàn. Dù đang tuổi thanh xuân tươi đẹp mà trọn không ưa thích các cảnh dục lạc, xả bỏ tất cả các thứ vui chơi, tài sản, thân quyến, tư duy quan sát do tâm nhầm chán viễn ly mà mong cầu tịch tỉnh. Theo đó mà xuất gia, trọn nên phương tiện tầm thâm chẳng nghĩ bàn, nên tất cả trí tuệ đã từng cho nhóm mà thẳng đến đạo tràng vô thượng Bồ Đề, chứng được Đà La Ni vô thượng tầm thâm, thành tựu tự nhiên trí, vô ngại trí, an trụ nhất thiết chủng trí, chuyển pháp luân thanh tịnh vô thượng. Phạm âm thâm diệu khai bày tri kiến cho tất cả trời người và tất cả chúng sinh. Như mặt trời giữa trưa tỏa ánh sáng khắp nơi. Này Vô Biên Trang Nghiêm, Bồ Tát trụ nơi Đà La Ni nhất thiết chủng trí chứng vô thượng Bồ Đề. Cố nghĩa sai biệt của môn Đà La Ni đó, các Bồ Tát khác không thể biết được. Nếu là bậc Bồ Tát nhất sinh bổ xứ, ngồi nơi đạo tràng, do trí thanh tịnh không thầy mà tự được giác ngộ, thời chứng được môn Đà La Ni trên đây. Cũng như bậc Bồ Tát vì đạo Bồ Đề, nên trong vô lượng kiếp vun trồng căn lành, tu tập phạm hạnh được pháp nhẫn thậm thâm, vì thương xót tất cả chúng sinh, nên do tâm đại từ bi mà được chứng môn Đà La Ni này. Này Vô Biên Trang Nghiêm, Bồ Tát do môn Đà La Ni này, ngồi nơi đạo tràng sẽ chứng được vô thượng Bồ Đề. Nay Phật không thể thị thuyết cho ông được, tự ông sẽ chứng được pháp môn đó, khi mà ông đã đủ trí tuệ phải có của bậc Bồ Tát.
pháp môn đó không thể chỉ bày, cũng không thể tuyên thuyết. Đây là pháp môn mà Bồ Tát tự mình phải hiểu rõ, là pháp môn vô biên, vô lượng, không có thí dụ. Pháp môn này siêu vượt tất cả thế gian, không cùng chung với trời, người, ma, phạm, sa môn, bà la môn. Thẳng đến pháp thanh tịnh vô thượng nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí và tự nhiên trí. Do trí thanh tịnh tự nhiên vô thượng này mà Bồ Tát có thể đi vào tự nhiên trí thanh tịnh, có thể chuyển pháp luân thanh tịnh vô thượng lần lượt nhiếp thủ chúng sinh đến trí vô thượng nhất thiết chủng. Vì nơi các pháp môn và niết bàn đều được thanh tịnh, nên Bồ Tát khai thị diễn tiết vô lượng pháp nghĩa, những uẩn xứ giới duyên khởi, đồng thời cũng thể hiện trí thanh tịnh thiện xảo đối với uẩn xứ. Bồ Tát lại làm cho chúng sinh phát khởi tâm hướng vào môn thánh đế, đồng thời cũng thể hiện trí thanh tịnh thiện xảo nơi thánh đế, phát sinh 37 phẩm Bồ Đề Phần và thể hiện trí thanh tịnh thiện xảo Bồ Đề Phần, phát khởi chỉ quán thiền thanh tịnh thiện xảo và thể hiện nhiếp trì trí nhiếp trì chỉ quán thiền thanh tịnh thiện xảo. Phát khởi trí thiện xảo không tổn giảm, có công dụng trì giữ không mê hoặc và thể hiện trí tuệ thanh tịnh không tổn giảm, có công đức, có công trì giữ không mê hoặc, phát khởi trí vô sân, trì giữ sự yếm ly hoàn toàn và thể hiện trí thiện xảo vô sân thanh tịnh, trì giữ sự yếm ly hoàn toàn, phát khởi trí thiện xảo trì giữ minh giải thoát và thể hiện minh giải thoát thanh tịnh thiện xảo mà có thể diễn thuyết đại niết bàn. Nơi các pháp hữu vi, vô vi, hữu lậu, vô lậu, thế gian, xuất thế gian, dùng vô lượng danh nghĩa để khai thị tuyên thuyết. Này Vô Biên Trang Nghiêm, Như Lai nói phương tiện nhiếp trì khắp tất cả pháp của môn Đà La Ni này. Đây là chỗ an trụ của tất cả công lực thiện xảo của nhất thiết trí Đà La Ni, tùy theo bản nguyện của tất cả chúng sinh mà rưới pháp vũ, cho tất cả hữu tình khô khan đều được thấm nhuần đầy đủ diệu pháp. Các ông hàng Bồ Tát phải theo Như Lai học pháp môn thầm thâm này, không được trái nghịch. Nơi nhất thiết chủng trí Đà La Ni này, không bao lâu các ông sẽ được nhiếp trì tự tại, làm cho chúng sinh được vô lượng lợi ích như Phật hôm nay. Các ông nên dùng vô lượng danh từ sai khác để khai thị tuyên thuyết môn Đà La Ni trí tuệ tâm diệu này. Các ông phải mong cầu thắng giải nơi pháp này, chẳng được xa lìa Tư Lương Bồ Đề. Này Vô Biên Trang Nghiêm, thế nào lại mong cầu thắng giải? Các Bồ Tát phải hiểu rõ tất cả các pháp vốn chẳng sinh chẳng diệt, không động không dừng, chẳng đến chẳng đi, tự tánh rỗng rang vắng lặng. Nơi tánh không ấy cũng không chấp trước, huống là nơi tướng mà lại chấp trước. Trong tánh không đó không có tướng tưởng. Nếu ở nơi tánh không đó mà được không có tướng tưởng, thời có thể vào được pháp hữu vi không? Chẳng có ngã, ngã sở, chẳng có tất cả ngã nhân chúng sinh thọ giả. Không tánh như vậy chẳng phải nhiễm trước, chẳng phải không nhiễm trước, chẳng phải ô cấu, chẳng phải không ô cấu, chẳng phải mê hoặc, chẳng phải không mê hoặc, chẳng phải tham ái, chẳng phải không tham ái, chẳng trụ nơi không, cũng chẳng trụ nơi chỗ nào, cũng chẳng kiến lập. Với không, nếu yếm ly thời không tịch diệt, không có phân biệt, không khắp phân biệt, không thắng phân biệt, không có công dụng, cho đến không có chút pháp gì có thể lấy. Tự tánh vốn thanh tịnh, không tánh đó chính là bản tánh tự tánh của các pháp. Tất cả pháp hữu vi, bản tánh đều không, cho đến pháp lành, pháp ác, hữu vi, vô vi, pháp thế gian, xuất thế gian, bản tánh cũng đều không như vậy cả. Các Bồ Tát nhiếp thọ được thắng giải như vậy, thời được vào nơi giải thoát và tri kiến giải thoát, cũng có thể nhiếp thọ vô cấu giải thoát và Tư Lương Bồ Đề. Thế nào là Tư Lương Bồ Đề? Chính là giới thanh tịnh, định thanh tịnh, tuệ thanh tịnh, giải thoát thanh tịnh, giải thoát tri kiến thanh tịnh, sáu môn ba la mật đa thanh tịnh. Nếu các pháp trên đây đều thanh tịnh, thời là khắp thanh tịnh. Nếu khắp thanh tịnh, thời là vô cấu pháp môn, tâm tánh thanh tịnh, chiếu sáng không có phiền não, tâm đó thường trụ, bản tánh không tịch, cũng không bị tri kiến, khách trần, phiền não ba thứ này làm nhiễm ô. Ba thứ này đều chẳng thật, rỗng không vô sở hữu. Tâm tánh đây chẳng tương ưng với phiền não thanh tịnh. Vì sao? Vì tâm này bản tánh tự thanh tịnh, không hai, cũng không hai phần. Nếu có thể rõ biết tâm tánh như vậy, chẳng phải phiền não nhiễm ô mà làm ô nhiễm được,
chẳng phải trong ngoài, chẳng giữa, tất cả đều chẳng thể nắm bắt. Chỉ trừ ra vọng tưởng nhân duyên, hòa hợp thời có tâm niệm sinh khởi, do có tâm sinh nhưng cũng chẳng thể thấy, tìm cầu khắp mười phương cũng chẳng thể nắm bắt, cũng không có tâm thấy được nơi tâm. Phan duyên như vậy chẳng phải hòa hợp với tâm, tâm cũng chẳng hòa hợp với phan duyên, nhân duyên cũng chẳng phải tương ưng với tâm, tâm cũng chẳng tương ưng với nhân duyên. Chỉ do nơi tâm mà tất cả pháp kia tương ưng với tâm, bao nhiêu pháp tương ưng với tâm chẳng biết lẫn nhau, cũng chẳng thấy được, huống là những pháp chẳng tương ưng với tâm. Dùng để nhất nghĩa tư duy quan sát, không có vật gì có thể tương ưng và chẳng tương ưng. Vì sao? Vì không có chút pháp nào tương ưng và chẳng tương ưng với chút pháp nào. Tất cả pháp tự tánh thanh tịnh, tự tánh này cũng chẳng tương ưng với chút vật nào. Tự tánh của tất cả pháp tức là bản tánh. Nếu là bản tánh thời tất cả pháp kia đều không có tự tánh. Này Vô Biên Trang Nghiêm, nay ông nên biết rằng, nếu dùng ngôn thuyết mà nói lên được bản tánh tự tánh của tất cả pháp, thời quyết không đúng lý. Trong các pháp không có chút pháp nào gọi là bản tánh tự tánh. Tất cả pháp bản tánh đều không. Tất cả pháp tự tánh vốn không tánh. Nếu đã là không tánh, thời kia là một tướng. Một tướng đây chính là không có tướng. Vì không có tướng nên bản tánh tự tánh được thanh tịnh. Nếu đã là không tánh, thì bản tánh tự tánh kia chẳng thể dùng tướng để biểu thị, cho đến tất cả pháp cũng như vậy. Không, không tánh đây chẳng phải nhiễm, chẳng phải tịnh, nhưng là bản tánh của tất cả pháp. Nếu là bản tánh của tất cả pháp, thời chẳng phải do nhiễm tịnh kiến lập nên, mà là không trụ, không khởi. Này, Vô Biên Trang Nghiêm, ông nên quan sát tất cả pháp không trụ, không khởi, không bị kiến lập, đó là bản tánh thanh tịnh. Tại sao chúng sinh là ở trong đó mà mê lầm? Đây là do chúng sinh trong thế gian ngồi trên xe hư vọng nên bị xe hư vọng làm mê lầm. Nói là ngồi xe, thật ra không có ngồi, cũng chẳng phải không ngồi. Mà thế gian ngồi trên xe hư không, rồi bị xe hư không ràng buộc, nhưng thật ra xe hư không cũng là vô sở hữu. Những chúng sinh đây vì quá ngu si mà mê lầm, nhưng thật ra không có ngu si, cũng không có mê lầm. Này Vô Biên Trang Nghiêm, ông quan sát chúng sinh vì do ngu si nên ở trong pháp này, chẳng rõ biết được mà mãi ở mãi nơi tranh luận. Ở nơi tranh luận chính là chẳng phải ở. Nhưng thế gian vì mê lầm chẳng rõ biết được kia chính là thanh tịnh. Nếu chẳng ở thì gọi là đó là ở. Đây chính là căn lành thanh tịnh chẳng ở. Này Vô Biên Trang Nghiêm, pháp môn bí mật của Như Lai đây khó hiểu, khó vào. Chỉ trừ các ông từ lâu đã tu hành pháp lành nên được rõ biết. Này Vô Biên Trang Nghiêm, Như Lai từng nói ở nơi tranh luận thì chẳng phải là ở, vì là bất thiện. Nhưng bất thiện vẫn là vô sở hữu. Nếu ở trong vô sở hữu này, chẳng rõ biết được ở cùng chẳng ở, không sai khác, thì gọi là ở nơi tranh luận. Nếu được ở nơi căn lành thanh tịnh thì chẳng gọi là ở. Nếu chẳng ở thì không lỗi lầm, vì không lỗi lầm, thì có thể rõ biết pháp môn như vậy. Đã đòi biết nếu chẳng thanh tịnh thì không đúng lý. Những chúng sinh không có trí tuệ, bị nhiều phiền não che đậy, nhờ sự nói chút ít pháp thuận rõ ràng, họ còn chẳng hiểu được, huống là pháp bí mật chẳng phải tùy thuận. Nếu không ở thì thanh tịnh, thế nào là không ở? Nghĩa là chẳng ở nơi pháp lành và cảnh giới xuất ly. Vì sao? Vì không có cảnh giới xuất ly và cảnh giới thi thiết, nơi cảnh giới niết bàn, nếu chẳng trụ thì gọi là được niết bàn. Danh từ niết bàn đây cũng chỉ là giả thiết. Niết bàn đây không chỗ chứng được, cũng không có người chứng được. Nếu có chứng được thì lẽ ra sau khi diệt độ lại có Như Lai. Nếu không được, lẽ ra sau khi diệt độ không có Như Lai. Sau khi diệt độ đều không thể nói rằng có Như Lai hay không Như Lai. Câu không thể nói đây cũng là câu giả thiết của Như Lai thôi. Có những chúng sinh đối với pháp thầm thâm chẳng chuyên cần tu hành mà lại sinh nghi lầm, hoặc cho rằng Như Lai có sắc, sau khi diệt độ có Như Lai,
hoặc cho rằng Như Lai không sắc sau khi diệt độ không Như Lai, cho đến hoặc cho rằng sau khi diệt độ chẳng phải có Như Lai, chẳng phải không Như Lai. Nếu pháp đã là chẳng sinh chẳng diệt sau khi pháp đó diệt, chẳng nên nói có nói không. Như Lai đây chẳng sinh chẳng diệt sau khi diệt độ cũng chẳng nên nói có nói không, cho đến cũng chẳng nên nói hữu biên vô biên, tất cả đều chẳng thể nói. Nếu nói hữu biên thì không có chính giữa, nếu nói có chính giữa thì không hữu biên. Chính giữa trên đây là chẳng phải có, chẳng phải không. Nếu ở trong đây cho rằng thật có, thật không thì trái với duyên khởi. Nếu có pháp nào chẳng phải từ nơi duyên khởi và chẳng phải duyên khởi thì pháp đó chẳng diệt, chẳng trái với có, với không. Tất cả pháp từ nơi duyên khởi và pháp duyên khởi đều không có biên, không có chặn giữa, chẳng phải có, chẳng phải không. Nếu đã chẳng phải có, chẳng phải không thì đâu có thể nói được. Này vô biên trang nghiêm, Như Lai dùng đại phương tiện an trụ trong đó, vì phá vỏ vô minh cho chúng sinh mà khai thị diện tiết, chẳng trái với duyên khởi. Tất cả các pháp đều vào duyên khởi. Nếu đã vào duyên khởi thì không có thuyết ở giữa hay ở biên. Nếu lìa lời nói thì không có chút pháp gì có thể được. Này vô biên trang nghiêm, nên ông nên quan sát pháp vô sở hữu, pháp không hữu biên gọi là trung đạo. Do nơi phương tiện mà nói có giác tuệ, có thể trì, nhiếp trì các pháp, nhưng pháp nhiếp trì cũng chẳng thể nắm bắt. Vì chẳng thể nắm bắt nên không có lời nói. Các ông là bậc trí giả nên biết tướng chân thật của tất cả pháp như vậy, chẳng đến chẳng đi, không có phần, không có đoạn, chẳng một tánh, chẳng khác tánh. Đến bờ rốt ráo kia, không có chút pháp nào chẳng đến bờ kia. Đến bờ kia chính là Niết Bàn, tất cả pháp đều là tướng Niết Bàn. Cho đây nên biết rằng chẳng thể tuyên thuyết được, chỉ tùy theo thế tục, nó là trung đạo. Trung đạo đây chính là thẳng đến Đại Niết Bàn. Nhưng cũng không có Niết Bàn là chỗ để đến. Nếu có Niết Bàn là chỗ để đến, thì nơi các pháp lẽ ra có đi có đến. Nhưng tất cả pháp bản tánh đều bình đẳng, nên Niết Bàn gọi là không chỗ đến. Này vô biên trang nghiêm, đây gọi là trung đạo, nhưng trung đạo tức chẳng phải là trung đạo. Vì sao? Vì không tăng, không giảm, vì không có biên, không có lấy. Nếu pháp đã vô biên thì đâu phải là hữu biên, chính không có chỗ nơi là pháp vô biên. Hàng phàm phu đối với không chỗ nơi chấp là có biên, có chỗ. Vì chấp có biên, có chỗ nên chẳng được giải thoát. Tại sao không được giải thoát? Vì nơi chân thật vốn là không nơi chỗ. Này vô biên trang nghiêm, ông Xem Như Lai dùng giác tuệ quyết định thiện xảo mới có thể diễn tiết trung đạo như vậy. Này vô biên trang nghiêm, đối với tất cả pháp, chư Phật Như Lai không có nghi lầm, cũng không quên sót. Chư Phật Thế Tôn thường ở trong chánh định vô ngại tự tại, thường khéo quan sát trụ nơi chánh định tối thắng, dùng vô lượng tri kiến mà diễn tiết, chẳng ở nơi phi xứ để nói pháp thanh tịnh, nói pháp rốt ráo, nói pháp tịch tịnh, chỗ nói của Như Lai không dư không sót. Này vô biên trang nghiêm, như có bảo châu tên là chủng chủng sắc ở trong biển lớn, dầu có vô lượng dòng nước chảy vào biển lớn, do hỏa lực của bảo châu làm cho nước biển chẳng đầy tràn. Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác là chứng bồ đề, dùng hỏa lực trí tuệ có thể làm tiêu diệt phiền não của chúng sinh cũng như vậy. Này vô biên trang nghiêm, nếu có người trong mỗi ngày xưng niệm danh hiệu công đức của Như Lai, người này có thể lìa khỏi sự tối tâm, lần lần sẽ đốt tiêu những phiền não. Người xưng niệm Nam Mô Phật thì ngữ nghiệp chẳng lúa không. Ngữ nghiệp này gọi là cầm đốt lửa, có thể đốt tiêu phiền não. Nếu có người nào được nghe danh hiệu của chư Phật Như Lai thì lìa khỏi các sự tối tâm, cùng với người xưng niệm kia đồng là nhân của Niết Bàn. Này vô biên trang nghiêm, nay Phật vì những chúng sinh kính tình nơi Như Lai mà diệt trừ phiền não cho họ, nên rưới pháp vũ. Này vô biên trang nghiêm, đây là pháp chân thật của Như Lai nói, vì chân thật nên không có chút pháp gì để khai thị diễn thuyết, mà nơi pháp này không thật không hư. Như Lai đã đấng chân thật ngữ trụ nơi pháp chân thật có thể diễn thuyết môn Đà La Ni này. Pháp chân thật này ai đây có thể hiểu rõ được, chính là các Bồ Tát bậc đã thấy biết như thật, thấy biết đầy đủ, thực hành những điều lành. Ngoài các bậc này, người khác không hiểu rõ được. Này vô biên trang nghiêm,
Phải nên tùy thuận nơi nghĩa này, tự phải chuyên niệm nơi pháp này, chẳng tin ưa nơi trí tuệ phát sinh do người khác, vì muốn đem sự yêu, sự lợi ích an vui cho chúng sinh, nên cần tùy thuận nơi pháp này. Nếu có trí nhẫn tùy thuận pháp này, thì an trụ trong chẳng tùy thuận. Những chúng sinh không học rộng, không có trí nhẫn tùy thuận, thì chẳng rõ biết được giáo pháp này. Những người thực hành theo kiến chấp của ngoại đạo, đi trên con đường khác, thẳng đến ác đạo, chẳng làm điều lành, gần gũi với những người thực hành hạnh nghiệp tà ngoại, thì không thể vào được pháp môn này. Này vô biên trang nghiêm, nay ông nên quan sát. Nếu lúc có người diễn thuyết pháp tạng quang minh vô ngại này, tất cả chúng sinh vì không học rộng, chưa điều phục tâm phàm phu, nên không có oai nghi, do đó cách xa giáo pháp này. Còn những chúng sinh có thể tự thân tu tập, dầu chưa có trí nhẫn tùy thuận, nhưng chẳng cách xa giáo pháp này, huống là những người có trí nhẫn vô lậu, không chấp trước, có thể chuyển pháp luân vô ngại, vì những người này đều trụ bậc vô ngại. Này vô biên trang nghiêm, Phật vì thành tựu những chúng sinh có thiện căn, vì gia trì cho chúng sinh được trí kiến thanh tịnh đối với pháp vô ngại, cũng vì muốn đem sự lợi ích an vui cho tất cả, nên Phật diện nói môn đà là đi này. Này vô biên trang nghiêm, nếu người nào ngộ nhập được pháp môn này, nên biết người đó đã trụ bậc Bồ Tát, có thể mau chứng được vô sinh pháp nhẫn, sẽ được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Các ông phải có thắng giải đối với pháp môn thầm thâm này. Này vô biên trang nghiêm, nay ông nên biết pháp môn này là chỗ ở của người không chấp trước, của trí vô sở đắc. Những người này trước đã từng cúng dường chư Phật, hay chuyên tâm tu tập lâu dài, khéo giữ oai thân oai nghi, khéo phòng hộ ngữ nghiệp, trí tuệ bình đẳng, tùy theo ức niệm, tâm không trụ vào pháp nào, khéo thọ trì pháp này, chẳng tiếc thân mạng, thì có thể lưu truyền kinh điển này. Đời sau nếu có chúng sinh vì muốn được nghe pháp này, nên chuyên cần tu tập. Những người đây còn là khó có được, huống là những người có thể biên chép thọ trì độc tụng, thông thuộc, khai thị tuyên thuyết. Những người đây chẳng bao lâu sẽ được môn thanh tịnh Đà La Ni, sớm được trí tuệ thanh tịnh, sẽ được chứng nhập nhất thiết chủng trí. Này vô biên trang nghiêm, ông xem Đức Như Lai và các Bồ Tát cầu được nhất thiết chủng trí mà khai thị diễn thuyết pháp tạng này, nhưng trong đó không có chút pháp gì là chẳng diễn thuyết. Thuyết pháp như vậy là không thuyết mà thuyết, có thể sinh và có thể khai thị pháp môn thanh tịnh. Tất cả pháp đồng như tướng hư không. Thế nào là đồng? Bởi tất cả pháp đồng với hư không, nhưng hư không này chẳng phải đồng, chẳng phải không đồng. Tất cả pháp cũng chẳng phải đồng, chẳng phải không đồng. Nhờ hư không vô biên, các pháp cũng vô biên tế. Vì vô biên tế nên gọi là vô biên. Biên bờ của tất cả pháp là chẳng thể nắm bắt. Vì chẳng thể nắm bắt được nên là vô biên. Nếu ở trong pháp đây trụ được như vậy thì gọi là trụ pháp Như Lai. Trụ pháp Như Lai thì không có sự diễn thuyết. Nếu đã là không có sự diễn thuyết, thì đối với tất cả pháp dùng danh tướng giả theo đó để rõ biết, chẳng nên sinh lòng chấp trước. Nếu chẳng chấp trước thì chẳng rơi vào biên. Nếu rơi vào biên thì sẽ rơi vào khoảng giữa. Do đây cần phải xa lìa những khoảng giữa và mé biên. Nếu đã xa lìa được khoảng giữa và biên thì xa lìa tất cả. Nếu xa lìa tất cả thì không có sự diễn thuyết. Do đây được trí tuệ thanh tịnh, không chấp trước tất cả pháp, không đối tượng chấp giữ và không thể, và không chủ thể chấp giữ. Vì sao? Vì các pháp là vô ngã. Vì ngã vốn vô sở đắc, vì ngã tánh vốn không có tự tánh. Này vô biên trang nghiêm, như Phật từng nói các hành pháp vô thường, diễn thuyết như vậy là nghĩa không đổi khác, là nghĩa chẳng tương ưng. Như Phật đã nói nghĩa khổ của các cõi, diễn thuyết như vậy là nghĩa yếm ly, là nghĩa niết bàn. Như Phật đã nói niết bàn tịch tỉnh, diễn thuyết như vậy là nghĩa bỏ lìa tất cả pháp hữu vi. Hoặc vô thường, hoặc các khổ, hoặc vô ngã, hoặc niết bàn. Đây là những pháp môn của Như Lai diễn thuyết. Đây cũng là Như Lai khai thị bản tánh, tự tánh của tất cả pháp. Này vô biên trang nghiêm, Như Lai dùng các thứ danh từ, các thứ ngữ ngôn, các thứ phương tiện mà tuyên thuyết các pháp. Như Lai cũng chẳng lập ra khác với bản tánh của các pháp.
tánh chẳng phải một, tánh chẳng phải khác, tất cả pháp cũng chẳng phải một, chẳng phải khác. Do không thể thấy nên mau chứng vào tự tánh hư không, thẳng đến tất cả pháp vô tướng. Này với biên trang nghiêm, Như Lai vì các Bồ Tát bản tánh thanh tịnh, tự tánh điều phục, nên phát khởi môn Đà La Ni này. Trên đây nói điều phục là nói điều phục tham sân si, điều phục vô minh để được thẳng vào pháp tánh bình đẳng. Tham sân si cùng người điều phục đều chẳng thể nắm bắt. Nếu chẳng thể nắm bắt, chính đó là điều phục. Này vô biên trang nghiêm, tham sân si đúng như lý tìm cầu cũng chẳng thể nắm bắt. Bởi tham sân si rỗng không, hư vọng chẳng thật, nó phỉnh lòng hàng phàm phu, chính nó không cho an trụ, cũng chẳng thể nắm bắt. Nó từ hư vọng sinh, từ hư vọng diệt, bản tánh không tịch cần phải biết như vậy. Phải biết thế nào? Như nó chẳng sinh thì chẳng thật, cũng chẳng điên đảo. Tham sân si đây đều do vô minh hắc ám làm nguyên thủ, theo nơi đó mà sinh. Do theo nơi đó sinh nên tất cả đều là hư vọng chẳng thật. Tham sân si đây bản tánh thanh tịnh, người thấy biết như vậy thì có thể được môn thanh tịnh, trở thành nghĩ bàn và được môn Đà La Ni. Người nào có thể ở trong pháp này khéo tư duy quán sát thì gọi là được công hạnh Đà La Ni, và được công hạnh trí tuệ, đây gọi là trí rõ biết bình đẳng, gọi là tư lương bồ đề thanh tịnh, gọi là bậc tinh tấn chẳng phóng dật, gọi là bậc điều phục kiêu mạn phóng dật, gọi là chẳng hư hoại giới hạnh oai nghi, gọi là thân ngữ ý thanh tịnh, gọi là tùy thuận trí vô ngã, gọi là hay dứt hay lìa tưởng, gọi là xuất sinh vô lượng vô biên phương tiện thiện xảo. Này vô biên trang nghiêm, nay ông nên quan sát trong pháp tên hiệu xuất ly này có thể khai thị diễn thuyết bản tánh tự tướng của tất cả pháp, có thể khai thị các pháp môn đây, có thể diễn thuyết tất cả pháp đồng tánh hư không. Người giảng thuyết cũng chẳng diễn bày, người được giảng thuyết cũng chẳng thể nắm bắt được. Này vô biên trang nghiêm, nay Phật nói pháp môn ngộ nhập của các Bồ Tát đây, nếu các Bồ Tát đã học pháp môn này rồi thì có thể được trí tuệ rất sâu như biển. Tất cả ngoại luận không đè bẹp được, liền được công hạnh hướng đến nhất thiết chủng trí, khéo diễn thuyết pháp yếu không do người khác dạy, được trí tuệ bình đẳng chẳng nghĩ bàn, do trí tuệ nên không chấp trước, có thể diễn nói tất cả pháp môn không danh không tướng này, có thể được gần gũi Phật trí và tự nhiên trí. Chỗ có danh hiệu đều được tất cả danh tướng thanh tịnh, mau chứng được âm thanh phổ biến, âm thanh khoái ý, âm thanh thắng diệu, âm thanh thanh tịnh được các chúng sinh kính tinh gần gũi thưa hỏi. Bồ Tát này dùng trí tuệ quyết định khéo giải đáp lời nói phải thời, lời nói đúng lý, lời nói lợi ích, lời nói dịu dàng, lời nói nghĩa quyết định, dùng một nghĩa để diễn thuyết có thể làm cho chúng sinh rõ biết nhiều nghĩa. Này vô biên trang nghiêm, ông này nên quan sát các Bồ Tát tu hành pháp này, có thể hiểu rõ Phật trí được vô lượng công đức như vậy, dứt những tham ái, sân não ngu si, có thể được trí sai biệt làm xong những công hạnh nên làm, với tất cả chỗ đã khéo tu học được trí nhẫn đầy đủ, chẳng thoái thất ý chí thanh tịnh, đứng vững nơi đại nguyện đối với chúng sinh, dùng lời tốt đẹp thăm hỏi. Này với biên trang nghiêm, nếu các Bồ Tát ở trong pháp này đã chẳng siêng tu, nay chẳng siêng tu, ngày mai cũng chẳng siêng tu, thì không được dự phần ít vào nơi công đức thù thắng của Như Lai. Nếu các Bồ Tát ở trong pháp này có thể siêng năng tu tập, có chí cầu tất cả thì đúng như chỗ nguyện cầu, đúng như chỗ thực hành, đúng như chỗ hướng đến, đúng như chỗ ưa thích sẽ được đầy đủ. Nếu có Bồ Tát ở trong pháp thầm thâm này có thể an trụ, có thể nhẫn thọ, khéo quan sát giảng trạch, thì sẽ chứng được thần thông vô tận và trí đại thần thông, vượt qua tất cả trí thế gian, được tự nhiên trí, vô biên trí, vô lượng trí. Này vô biên trang nghiêm, pháp môn xuất ly Đà La Ni này, nếu có người nào siêng học, siêng tu học thì sẽ được Phật gần đạo tràng Bồ Đề, vì tất cả chúng sinh mà phát khởi tâm đại từ, đại bi, thực hành những Phật sự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp kẻ đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.